Chào các bạn, lan càng cua là một loại lan rất là đẹp và rất dễ sống, dễ nhân giống. Vì vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách dâm cành lan càng cua đảm bảo sống 100%. Vì hôm nay đã là đầu tháng 10 âm lịch, thời tiết rất là đẹp rồi, rất là mát mẻ, rất là thuận lợi cho chúng ta trong quá trình dâm các loại cành dâm. Chúng ta nên sử dụng các cành già hoặc những cành bánh tẻ, không nên sử dụng các cành non các bạn. Vì các cành già và các cành bánh tẻ nó sẽ giữ độ ẩm được tốt nhất. Nếu chúng ta sử dụng các cành non, nếu mà trời nắng lên, nó có thể sẽ bị héo, nó sẽ mất khả năng ra rễ các bạn. Ví dụ như tôi cắt ở cành này thì một thời gian nó sẽ mọc ra các cái cành con khác các bạn. Sau khi chúng ta cắt lan càng cua, chúng ta sẽ cắt bớt cái cành non đi. Chúng ta sẽ lấy khoảng 2 đốt. Chúng ta sẽ lấy 2 đốt như thế này các bạn. Như cành này thì có thể lấy là 3 đốt. Sau khi chuẩn bị xong các cái cành lan càng cua để chúng ta dâm thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái khay. Ở đây tôi sử dụng một cái khay xốp đựng thức ăn. Và chúng ta sẽ chuẩn bị một cái lọ nhựa. Tốt nhất là sử dụng các cái lọ nhựa màu trắng hoặc là túi ni lông để chúng ta dễ quan sát các cành lan càng cua nó phát triển rễ như thế nào các bạn. Và các bạn chú ý nếu sử dụng lọ nhựa, chúng ta đục thủng lỗ như thế này. Sau đó chúng ta sẽ đặt lên cái khay như thế này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ đất vào cái lọ nhựa. Các bạn chú ý cái đất mà chúng ta sử dụng để dâm cành này chúng ta không nên cho phân bón. Như ở đây tôi sử dụng là đất đồi Ba Gian các bạn. Sau đó các bạn sẽ sử dụng các cành lan càng cua. Các bạn cắm sát vào thành chậu. Vì chúng ta cắm sát vào thành chậu thì cây lan càng cua nó ra rễ đến đâu chúng ta có thể quan sát được đến đó. Và khi rễ nó ra thật dài rồi thì chúng ta mới tách ra chúng ta trồng. Sau đó là các bạn sẽ tưới nước vào cái khay nước bên dưới này. Với phương pháp như thế này, tức là tôi đang áp dụng phương pháp tưới thẩm thấu ngược. Nước ở dưới cái khay này nó sẽ hút ngược lên phía trên để tạo độ ẩm cho cái bầu đất, cho cây lan càng cua nó phát triển rễ các bạn. Sau khi chúng ta cho nước vào cái lọ dâm lan càng cua này thì chúng ta sẽ để cái lọ lan càng cua này ra một nơi dâm mát các bạn, tránh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào cái lọ dâm cành lan càng cua của chúng ta. Kết quả sau hơn chục ngày, những cành lan càng cua của tôi đang bắt đầu phát triển rễ rồi đấy các bạn. Và bây giờ đang là giai đoạn bắt đầu ra hoa của lan càng cua. Vì vậy các cành lan càng cua của tôi nó đang bắt đầu ra những nụ hoa luôn rồi các bạn. Chúc quý vị và các bạn thực hiện thành công để có những cây lan càng cua đẹp.